Chép nào nhá, lấy vở ra chép nào nghe chưa? Chép nào cô đi gọi Như vào học coi. Nó ngồi trước nó chơi đây. April, May, June, July. August, September, October, November, December. Đó là month, ghi vào. Rồi các hoạt động. Activity, hoạt động theo mùa. Activity, hoạt động chúng ta có make a snowman, làm người tuyết. Viết vào, cô đi gọi Như. Rồi tiếp tục nhá. Trời ơi, viết bậy viết bạ gì ở đây. Rồi make a snowman, làm người tuyết này. Tiếp theo các bạn vừa viết ra học thuộc cái nhá. Go skiing là gì? Go skiing là gì? Cái con nhỏ Như này bố láo bố lếu đây viết lung tung như đây. Đi đâu? Đi trượt tuyết. Tiếp theo mình có từ gì nữa? Go sledging là gì? Go sledging là gì? Đi xe trượt tuyết. Đi xe trượt tuyết. Mưa chán rồi quá. Tiệc thịt nướng là gì? Have gì? Have barbecue. Chữ E này nó cứ bị ấy. Đỡ mưa mà. Đỡ đấy, nghe giọng nó to rồi. Tiệc thịt nướng. Đấy, xét lại gần tan. Rồi tiếp theo have a picnic. Đi dã ngoại. Chép vào các bạn ơi. Bởi vì các bạn một số từ các bạn chưa thuộc. Chép vào. Hôm nay mưa quá, giải đề nó khó nghe. Ôn lại phần tập vận đã. Tiếp theo Take a bike ride là đi gì? Đi xe đạp, dễ thôi đúng không? Đi xe đạp. Các bạn chép vào lần các bạn nhớ bài. Go sightseeing hay gặp nè. Go sightseeing, đi ngắm cảnh. Mình còn lâu mới thi mà đúng không? Hả? Thứ mấy? Go to the beach. Đi ra bãi biển. Go to the beach là đi bãi biển. Go sailing. Go Sailing, đi thuyền buồm, đi thuyền buồm. Go sailing, đi thuyền buồm. Pick pumpkin, pick pumpkin, pumpkin. Hái gì? Đi đâu? Đi đâu? Pick pumpkin là đi đâu? Hôm nay có bạn nào vắng học nói tôi nghe coi. Hôm nay có những bạn nào vắng học? Dạ. Yeah. Hôm nay bạn nào vắng học? Biết. Bo có không? Duy có không? Công có không? Linh có không? Em có đấy cô. Bo có. Vậy là không có Duy, không có Công, không có Linh. Linh có hả cô? Linh có hả? Sao nghe giọng nó đâu cả. Rồi, tiếp theo visit museum. Visit museum, đi thăm bảo tàng. Đi thăm bảo tàng, các bạn chép nhanh đây. Đi thăm bảo tàng. Rồi, go camping là gì? Đi đâu? Đi cắm trại. Ơi, còn bận. Tiếp theo chúng ta có celebrate. Celebrate là tổ chức, kỷ niệm, kỷ niệm. Chúng ta có parade, âm 2, nhấn âm 2. Đó là diễu hành hoặc là cuộc diễu hành. Danh từ là cuộc diễu hành. Cuộc diễu hành. Nghĩ kịp không? Dạ kịp cô, tới tổ chức tiệc. Tiệc gì? Tiệc ở trên đây á hả? Tổ chức kỷ niệm. Luôn tổ chức kỷ niệm. Hả? Bố đón chưa? Đi đi, về vào học lại. Chờ xíu đây. Suốt ngày cứ mở máy làm gì? Parade, diễu hành. Hang flag là treo cờ, treo cờ. Hang flag, treo cờ. The dress up, mặc ăn diện, mặc đẹp. Firework, pháo hoa. Pháo hoa. Rồi tiếp tục. Hoa Hàn Quốc hả Hoa? Colorful. Một tính từ. Đầy màu sắc. Sặc sỡ. Tiếp theo. Sang phần thời tiết. Weather. Thời tiết. Thời tiết. Trong thời tiết các bạn có cold là lạnh, cool là mát, warm là ấm, hot là nóng. Biết hết chưa? Biết hết chưa? Rồi chúng ta có windy là gió, đúng không? Windy là gió. Rồi sunny là nắng, biết rồi. Rainy là mưa. Rồi stormy là bão. Rồi cloudy, mây. Rồi cloudy là mây. Snow gì? Snowy là tuyết. Có tuyết. Rồi sang quần áo. Quần áo clothes. Accessory. Accessory. Footer. Quần áo, giày dép, phụ kiện. Quần áo, phụ kiện, giày dép. Trong đây các bạn có belt là cái gì? Belt là cái gì? Thắt lưng. Khác là mũ lưỡi chai. Bao tay là gì? Cái từ nào không biết thì ghi nghĩa. Bao tay. Chưa? Từ nào biết rồi thì khỏi ghi nghĩa, từ nào không biết thì ghi nghĩa. Scarf là cái khăn. Scarf là khăn. Legging, quần bó. Rồi trainer, giày thể thao hay gặp này. Nó hay ra mấy câu trắc nghiệm á. Giày thể thao. Rồi chúng ta có bút. Giày gì? Giày cổ cao. Giày cổ cao, giày bốt á. Rồi chúng ta có su là giày bệt. Giày bệt. Rồi chúng ta có sóc là vớ. Vớ tất. Chúng ta có t-shirt. Áo thun, biết rồi khỏi nói. Áo thun. Rồi chúng ta có shirt là áo sơ mi. Biết luôn rồi khỏi nói. Jumper là áo chui cổ. Jumper là áo chui cổ. Short là quần đùi, skirt là váy nhá, dress là đầm. Váy đầm nó khác nhau đấy. Ở jean thì viết dưới òm, mấy đứa hay mặc quần jean đúng không? Rồi chúng ta có jacket với hat. Jacket là áo khoác, hat là cái mũ. Ok không? Rồi xong chưa? Nghĩ vào. Rồi chúng ta có letter là thư, poster là thiệp. Chúng ta có plant là thực vật, bottom là đáy. Đấy. Check là đi bộ. Ta có rainforest. Nghe thấy cô nói gì không? Rừng nhiệt đới. Có cô. Rainforest. Lake là cái hồ. Rồi mình có river là sông. River là sông. Waterfall, thác nước. Mình có island, đảo. Island là đảo. Rồi campsite, địa điểm cắm trại. Cái bài này hay ra này, điểm cắm trại này. Tip là hướng dẫn. Safe là an toàn. Safety là sự an toàn, danh từ. Say này là tính từ. Say là safety là danh từ, sự an toàn. Healthy. Healthy là tính từ, mạnh khỏe. Health là danh từ, sức khỏe. container. Container, cái hộp, cái hộp đựng đồ. Container nhớ năm hai nhá. Container. 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 Xong chưa? Contaminated, bị nhiễm độc. Contaminated, tính từ bị nhiễm độc. Bị nhiễm độc. Contaminated. Campfire. Camp là trại và fire là lửa, lửa trại. Lửa trại. Campfire. Put out with water. Dập tắt với nước. Dập tắt với nước. Rồi chúng ta có từ on a click. Sick. Bị sick. Rồi disease. Bệnh. Bệnh. Chưa? Đó. Cái bài số 4 có từ đấy. Bài số 5. Unit 5. London was great. London thật tuyệt vời. Chúng ta có từ là sau này. Ok. Job là famous. Famous for, nổi tiếng. Nó đi với for nhá, hay là bài trắc nghiệm nó hay có đấy, cho các bạn chọn lựa đấy. Job là nghề nghiệp. Nghề nghiệp. Nghề nghiệp. Rồi chúng ta có writer, nhà văn. Nhà văn. Chúng ta có queen là nữ hoàng, biết rồi khỏi ghi. Princess, công chúa, công nương. Công chúa, công nương. Painter, họa sĩ. Rồi actor, nam diễn viên. Nam diễn viên. Actress, nữ diễn viên. Rồi. Stay. Stay. Woman, nữ chính khách. Nữ chính khách. Chúng ta có từ physicist, nhà vật lý học. Physics là vật lý, thêm từ Isoter vào là nhà vật lý học. Nhà vật lý học, nhà vật lý học. Transport, phương tiện vận chuyển, phương tiện vận chuyển xe cộ á. Transport, tram, tàu điện. Train, tàu hỏa. Các bạn thỉnh thoảng phải học từ vựng đúng không? Nó từ vựng. Railway, station, nhà ga, xe lửa. Helicopter, máy bay trực thăng. Helicopter, máy bay trực thăng. Mấy phương tiện biết hết rồi nhá. Rồi by cộng phương tiện. On thì đi với foot, đi bộ. Cái này á, hay ra bài tập. Rồi sang animal, động vật. Animal, động vật. Đến đây chưa? Động vật. Chưa. Em đang đi bộ. Nhiều quá ha. Chết mỏi tay luôn á. Chứ làm sao nữa, lớp 6 mà học quá trời. Mấy đứa đâu có nắm thời vựng đâu. Rồi tiếp tục. Pet là thú cưng. Giờ chúng ta có why. Hả? Về rồi. À, thú gì? Thú hoang dã. Động vật hoang dã. Rồi. Con tả xong động vật cây sầu riêng rồi, giờ tiếp theo là cái gì? Mặt đừng gãi nữa, mai thằng thẹo á. Lấy cục đá trơm đi. Ra ngoài quán mà lấy. Lạnh kệ nó như sao, mầm nó trườm nữa. Nó chui vào đâu mà vừa về là sâu, chắc con sâu nào nó bo vào người luôn á. Mới bị như vậy á, chắc chắn là con sâu bò trên mặt luôn. Tôi bực áo đó bị dính sâu á. Giraffe. Hươu cao cổ. Giraffe là hươu cao cổ. Rồi. Tail là đuôi. Mấy cái này hay ra nè. Mấy đứa thấy không? Neck là cái cổ. Long neck là cái gì? Neck là cái cổ. Ai là mắt? Mắt, hai mắt chúng ta phải thêm sờ vào nha. Mắt. Bích là cái mỏ nè. Mỏ. Mỏ nhọn là gì? Mỏ nhọn, mỏ sắc, mỏ nhọn như Seiko là gì? Mỏ sắc nhọn. Rồi, ok. Wing là cánh này. Cái này hay ra đề thi đúng không? Con ong là cánh đó. Trunk là cái vòi nè. Mấy đứa chú ý cái này đề thi nó hay ra. À, trunk là cái vòi. Men là cái bờm. Rồi leg là chân. Đầu là head. Đầu. Fur là lông. Lông dày là gì? Thick fur. Lông dày. Thick fur. Lông dày. Rồi ear là cái tai. Đôi tai. Body là cơ thể. Cơ thể. Mấy cái con kia biết rồi, khỏi ghi lại. Dài quá mà. Snort, ngáy. Rồi set up camp. Dựng trại. Dựng lều. Torch là đuốc. Đèn pin. Hoặc là ngọn đuốc. Scientist. Nhà khoa học. Informity. Informity nhớ năm 2 nhá. Nhiều thông tin. nào. Experience. Cái này hay ra nè. Experience nhớ năm 2 nhá. Trải nghiệm informative nhớ năm 2 luôn. Mấy cái này hay ra trong bài nhấn. Experience unforgettable. Không thể nào quên. Không thể nào quên. Tính từ. Không thể nào quên. Chép mệt không? Material. Vật liệu. Vật liệu. Các bạn chép coi nha, các bạn học lại nha. Rồi, glass là thủy tinh. Glass là thủy tinh. Glass, thủy tinh. Brick là gạch. Gạch. Wood là gỗ. Gỗ lấy từ cây, đó, rừng. Steel là sắt thép. Thép. Rồi. Stone là đá. Rồi. Plastic là nhựa. Mấy cái vật liệu này hay ra đề thi nè. Bronze. Đồng. Đồng. Huy chương đồng. Marble, đá cẩm thạch. Đá cẩm thạch. Đá cẩm thạch. Đó. Hero là anh hùng, à, landmark thôi. Được chưa? Đến đây chưa? Danh lam thắng cảnh. Landmark. Hero, anh hùng. Hero. Tomb là cái mộ. Mộ. Connect, kết nối. Connect, kết nối. Rồi, bài số 5 xong. Sang bài số 6. Bài số 6 là entertainment. Giải trí. Giải trí. Su nè, Su mấy năm về trước nè. Các bạn ở đâu nhỉ? Nè. Sao? Con ổi nha. Thấy đây không? Đây nè. Con na nè. Xong rồi cô. Rồi tiếp tục. Đừng đụng vuông rớt. Rồi chúng ta có này. She worked up at. She này, worked up này, at này. Cái này là gì Tuấn? Xem gì? Chim lãng. À, xem những tác phẩm nghệ thuật. À, xem tác phẩm nghệ thuật. Rồi. Play ping pong. Ping pong là môn gì? Bóng bàn. Chơi bóng bàn. Rồi. Pick up bargain là cái gì? Mua đồ. Mua phải mua được món hời, mua đồ giảm giá và mua đồ trả giá. Rồi tiếp theo, go down the river. Go down the river, đi xuống sông. À, đi xuống sông. Sông Thên. Cô viết đoạn đầu thôi. Rồi what a football match. What a football match là xem bóng đá. À, im. Xem bóng đá. Take a ride. Take a ride. Đi cáp treo là gì? In a gì? Cưỡi ngựa là gì? Cưỡi ngựa. Rồi, thưởng thức món ăn nè, thử món ăn nè. Xem bò. Đi lít sật là ngon thôi. Cái này là thử đồ, nếm đồ ăn. Tàu lượn là gì? Roller coaster. Tàu lượn siêu tốc. Speed, tốc độ. Tốc độ. Underwater là bên dưới. Dưới nước. Amusement park là gì? Công viên gì? Công viên giải trí. Công viên giải trí. Con sợt hòn. Buổi hòa nhạc. Buổi hòa nhạc. Tiếp circuit. Cái này hay ra này. Circuit là gì? Rạp gì? Em có đi vệ sinh không cô? Hả? Mới đi vệ sinh nha cô. Nhanh lên. Trung tâm triển lãm này. Exhibition Center. Theater. Stadium. Sân vận động. Attend a performance, xem trình diễn. Đi xem triển lãm robot. See a robotic. See a robotic exhibition. Xem triển lãm robot. Xem chú hề. And acrobat. Xem chú hề và người nhào lộn. Rồi mấy cái chữ viết tắt chú ý. Chú ý viết tắt này. Chú ý chữ viết tắt. Cờ U. 2. Moro nghĩa là gì? Tuấn. Hẹn gặp bạn ngày mai. Hẹn gặp vào ngày mai. Đó là mưa to lại rồi. Lại mưa rồi đấy. Rồi bờ 4. N nghĩa là gì? Bye bye. Bye gì? Bye for now. Bây giờ tạm biệt nhé. Tạm biệt. Rồi tờ IL. Tờ IL là gì? Talk gì? Talk to you later. Nói chuyện với bạn sau nhé. Nói chuyện sau nhé. Chú ý mấy cái từ viết tắt. Rồi tờ hờ. X là gì? Thanks, cảm ơn. Rồi. Tiếp theo HF là gì? Have a fun. Chúc vui vẻ. Rồi viết vào. Mưa to nữa rồi. Rồi em cứ mưa cho mình nhỏ thôi. Rồi, chương trình program, chương trình rồi chúng ta có game show là gì? Chương trình hả? Chương trình nhỏ xuống game show. Rồi chúng ta có science fiction là gì? Rồi. Con làm hết bài bài tập đọc rồi. Lấy lại cho nó ok đi. Mình viết tập văn đi. Tập văn đi xong rồi. Ba bài á. Xong rồi đọc thuộc đi rồi lát mẹ dò. Viết lại bài Tây Phượng nữa. Đi đi. Xóa mình làm biết được chứ. Thriller, phim kinh dị. Ma. Cookery show là gì? Bo. Cô là chương trình nấu ăn. Tiếp theo documentary là gì? Duy. Phim gì? Ôi, phim tài liệu không? Action là gì? Action phim hoặc là adventure phim. Nói gì? Phim hành động, phim phiêu lưu. Phim hành động, phim phiêu lưu. Phim hành động. Phim phiêu lưu. Rồi chúng ta có fantasy là gì? Tuấn. Fantasy phim là gì? Phim gì? Phim phép thuật gì không? Phim có phép thuật. Có tiên ha. Fantasy phim. Mình dịch là phim kỳ ảo, phim thần tiên. Phim kỳ ảo, thần tiên, có phép thuật này nọ. Animation bằng với phim gì? Phim hoạt hình. Ơi, chúng ta có education là gì? Educational, tính từ miêu tả phim nha. Nhờ ghi là tính từ miêu tả phim này. Cái này viết xong phải học đấy nhá. Tính từ miêu tả phim. Tính từ miêu tả phim. tính từ miêu tả phim. Rồi mình có này, What's the rate interesting này biết rồi đúng không? Educational có tính giáo dục, có tính giáo dục. Tôi viết mấy từ mình chưa biết thôi. Có tính giáo dục. Hoặc là fantastic là gì? Fantastic là gì? À, fantastic quên, fantastic, fantastic, tuyệt vời nha, tuyệt vời, tuyệt vời, fantastic, tuyệt vời. Amusing là gì? Vui nhộn, vui, vui nhộn, hài hước, vui nhộn, hài hước. Funny cũng là hài hước, vui, funny, hài. Rồi silly là gì? Ngớ gì? Ngớ ngẩn. Childish là gì? Childish giống trẻ con, trẻ con, đứa nào có tính trẻ con à. Ủa vậy cái câu mà comedy nó cũng là vui, vui hài hước mà. Câu gì? Comedy đúng không? Comedy là phim, phim hài. Nó đâu phải tính từ đâu. Tính từ á? Không, comedy là phim hài. Rồi awful là kinh khủng, tệ hại. À, tệ, kinh khủng, tệ này, kinh khủng, kinh tởm. Boring, nhàm chán, boring, nhàm chán. Cái từ terrible nó còn tệ hại hơn cả cái từ awful nữa, rất là kinh khủng. Kinh khủng, kinh khủng, tệ. Chú ý nhá, từ bận giờ thấy tôi đảng mới đúng không? Channel là kênh này. Tính từ in, tính từ id chú ý này. Con mấy bạn lên rồi hết pin được không? Mày ai? Mày lên đúng không? Hết pin. Mày điện thoại à? À mày tên. Mày tính hết pin thì sạc vô. Không, giờ mình lên đúng không? Đi cái. Tiếp theo channel, channel, channel là gì? Kênh, kênh. Chứ không phải nước hoa Chanel đâu nha. Tiếp theo chúng ta có mai là gì? Có thể, trong tương lai, khả năng tương lai. Mai not là gì? Mai not là gì? Không thể, khả năng tương lai. Sút là gì? Sút được không? Sút là nên. Nên. Sút đần là gì? Nên. Chết rồi đi các bạn. À. Máy mất pin rồi cô. Máy gì? Điện thoại hay máy tính? Điện thoại. Mới học mà đã hết rồi. Rồi have hoặc là go, have này hoặc là go này, roller này, skating này. Đi gì? Đi đâu? Đi trượt patin. Have hoặc là các bạn sẽ xài do. À sorry, ở đây các bạn chọn mà. Sorry sorry. Go roller skating là chữ trượt patin. Have a gì? Have a sleep over là gì Tuấn? Ngủ. Ngủ gì? Đi ngủ cùng nhau. Quán bạn bè ha. Nó có thể dịch là ngủ bụi. Ngủ bụi. Ok, ngủ nhờ. Vãi hồn. Tiếp theo, go windsurfing là gì? Go windsurfing là gì? Đi đâu? Lướt gì? Lướt sóng. Rồi go paintballing là gì? Tuấn? Đi bowling là gì? Đu hay là go? Cái này đu hay go? Đi chơi bowling go. Chơi bowling go. Paintballing chơi cô. Chơi bowling là đu cô. Ở trong sách nó dịch là sleep over là tiệc ngủ qua đêm. Go paintballing là chơi cái trò mà trò gì nhỉ? Mình không có trò này, khó tưởng tượng ha. Chơi bowling cô. Chơi súng sườn. Rồi. Have a game night. Have a game night là gì? Chơi game cả đêm. Ôi, nghe bạn đi hết pin rồi cô. Sắp nghỉ rồi. Chơi game cả đêm. Hết bài rồi đây. Chơi game cả đêm. Rồi đu võ Việt Nam là gì? Võ Việt Nam. Tập võ. Võ Việt Nam. Võ Việt Nam. Check care là cẩn thận. Check care cẩn thận. Bảo trọng. Cẩn thận bảo trọng. Souvenir. Quà gì? Quà lưu gì? Rồi xong. Hết. Về nhá, học bài nhá. Ok cô. Bye cô. Bye cô.